Là một ngày đẹp trời, mình sẽ tô màu. Mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất để mình tô. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy mình tô màu đẹp và hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Như vậy là video kết thúc rồi nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Vừa thôi. Anh quyết làm cái gì đây này? Bị quyết đây. Đâu? Bị bô được. Bô cái gì à? Bị hay. Biểu. Mới xem xong đâu gì. Ai đâu không một? Thấy những cái hay cái Facebook thì sao đó? Anh cứ vừa mới đăng vào anh. Thấy anh quyết vừa bảo là ông cái gì bị hack nick Facebook cơ, bị mất nick, mất ai về được cho giờ này nhiều hack nick. Lừa đảo thật cấp thật đấy. Hết ông Tiến cả đến anh quyết, anh Kiên vậy sao mà đấy, anh Kiên hình như là cái nick cũ chưa đấy. Bị giá về mất mấy triệu. Không phải, đấy là nick của ông Tiến. Đâu, đang đâu. Đây, cái nick này của anh Tiến bị mất này, bị hỏng, hình như bị hack rồi. Là 12 giờ à? Em về đây, không tin nghỉ mà là 12 giờ. Không làm bố đi còn được 20 phút, 20 phút nữa. 2 phút nữa rời nghỉ ngơi lúc đi về ăn cơm đi học. Phương Anh nào đấy? Biết bố được con nào? Trên Facebook ơi, cái gì được? Đời sụp đầu bóng dài. Vừa rồi. Làm có tiền có tiêu chứ. Tiền tiêu làm nhanh, cái này nó nhanh hết. Nó nhanh hết gì. Tố này một loạt nữa thì thôi. Xin mình cầm một này. Tố này cả thêm Quỳnh ngay này thôi. Xin hai người thôi này. Thằng nghĩ chứ. Thằng nghĩ chiều này cũng nghĩ thì thôi. Chọn rồi. Chiều nó đi mà. Đói quá. Cái gì vậy? Ôi, về đây. Đói quá bạn. Đây là cái giá thu mua sau chắc các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, mình sẽ tô màu. Mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất để mình tô. Nếu các bạn
xem video của mình mà thấy mình tôi mò đẹp và hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Như vậy là video mình kết thúc rồi nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Mình tôi muốn tôi nhé các bạn. Hello.